thể vì sao chúng nguy cơ mất nước càng cao hơn, nhưng để chúng em biết nó sẽ làm tốt hơn bằng cách nào ngoài đồng ý. Mặt khác, do ma đã nói về linh nhân tượng em anh phải đổ tội cho ông nội em xin mệt mỏi. Vì sao người nhân phải đổ tội cho người tổng Triều Tiên? Tên này chỉ biết ông nội em xin từng gửi thư đến nhiều người chắc chắn cũng gửi đủ đến nhận phải xin. Em nói cái đầu thấy là bao nhiêu? Cái đầu cái thân được chứ biết à. Này cô về về mua thuốc kháng sinh nó cũng phải em. Dạ chị kháng viêm nó sinh uống khoảng 3 ngày giùm mà em đi chị. Tại vì cái này nó cũng hơi xâm lắng một tí nên là phải uống để cho nó khỏi bị viêm đó. Lỡ mà nó gì nó cũng đỡ. Uống cho ăn băng thôi. Cái thật ra cũng không cần uống nhưng mà thôi uống cho uống chắc. Sợ về bán đau quá vậy. Mà thấy bị trắng mà. Về có hàng ngày thì rửa không? Không được bằng nước với chị nha. Vì cái vết thương sau á chị được ý là gì, ý là hàng ngày sắt trùng đỏ hả chị? À rồi. Đỏ thôi nghe chứ không có nó cũng rồi rồi không có luôn rồi lúc đỏ thôi. Chị rửa sơ qua cái chị lau cho sạch bằng nước muối cũng được, chị rửa đỏ trước. À xong cái chị ấy xong rồi không có băng nhiều chị nghe. À trừ chị băng một ngày đi thôi, ngày mai không có băng. Ngày mai là chị có rửa bằng cái nước đỏ này vậy thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Xong rồi lau sạch cái nhiều, nước muối. Chị băng nhiều là nó không có lành đó. Không có tốt á. Vì làm cái này là làm bằng ấy không có cái lớp máu. Làm cái lớp máu nó lại bảo vệ cái trong của nó. À, dạ. Nhưng mà nó khô á. Da em đang bị khô. Nó mụn bị lì. Kém bị da chưa. Đây là đau này. Thế xong rồi đắp mặt cho bé ha. Chưa đắp mặt. Sao đừng đắp mặt. Không phải đắp mặt hả? Dạ. Mà ý là băng lại đó bình thường lắm. Mà giấy ăn viêm nhiều không hậu? Ừ. Dạ. Cánh nào gô hết cái mặt bé đi. Cánh nào gô hết cái vùng này này. Thank you.
To rồi chị. Tối đi được không chị? Có chị. Hỏi vậy lo bao nhiêu tiền luôn chứ nghe. Ngồi dậy để mình đưa nhau. Ngồi dậy ra. 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 Ngồi dậy
À, cái mặt bé này bây giờ có phải bôi thuốc gì không? À có chị, chị mua cho bé. Để chờ em nói nè, tại vì mặt bé làm bị cũng hơi nặng nay nhá. Nhưng mà được á, chị mua cho bé cái bình serum. Mà bình serum này là bình serum sẽ ít hơn đắt. Thêm cái này.